Cả nhà ơi, hôm nay em nấu nồi lẩu đầu cá ngon bá cháy luôn nha. Cái đầu cá này ở Hàn rất là rẻ. Một cái to đùng cộng với một nửa cái nữa mà chỉ có 5.000 won, tương đương với lại gần 95.000 tiền Việt Nam đấy. Mà người Hàn người ta không nấu kiểu này, không biết cách nấu. Họ nấu kiểu khác, không không ngon bằng lẩu Việt Nam kiểu này đâu nha. Ông xã em rất thích món này, để em cho mọi người xem lúc ông xã thưởng thức cái món này nha. Xem ông sẽ biểu hiện như thế nào. Lần trước canh chua thì nó cũng tương tự như thế này á. Mà lần này lẩu thì em cho thêm cái sa tế vào nữa. Rồi, bây giờ em sẽ múc ra cái nồi nhỏ này để ăn lẩu. Xin chào. Hôm nay có không mua à? Sao thì sao đi? Cái tên là lẩu. 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 Thế mùi sao thì sao? Lẩu. Hăng mà lẩu. Thế mùi sao thì sao? Thế mùi sao thì sao? Đấy, mọi người cũng hấp dẫn chưa? Con nước mắm Nam Ngư để chấm nha. Có kim chi, ăn kim chi không ta ăn đó. Chị quên này á? Không, chị quên nếp chị đang có thơ, thơ cứ đi. À, ô lê cướp mất rồi. Ô lê cướp mất rồi. Ừ, gà chê mà á, chị ăn đi có, gà chê. Mời mọi người dùng cơm với ông xã và em nha. Mua quá. Ừ, ăn rồi, ăn xin chút nha. Giòn ngọt từ dưới á. Ừ. Dưới nó bột ạ, xin được mạng xích xích. Hàn Quốc ý lúc kê ăn từ dưới á. Ừ. Ý lúc kê mạng xích xích. Hàn Quốc mùi á. Thang thang tung thê thang mê ta từ mà xích cơ. Hàn Quốc thì có nấu món canh cá cay ấy, nhưng mà ông xã bảo cái này ngon hơn, ăn dễ ăn.
rau. Nè. Nuna, Nuna thì ăn nhiều cũng được cắt. Nè. Ủa đấy, Nun. Nun cứ lẹ, Nun ổn lẹ cứ lẹ. Cho con xã ăn nhiều rau vào cho tốt. Con xã lười ăn rau lắm cả nhà. Nhưng mà ăn trong cái lẩu này ông rau, ông xã ăn được rau rất là nhiều. Còn ví dụ như ăn riêng riêng từng món ấy, rau xào, rau luộc, không ăn mấy đâu. À bà nè, ý lúc kê à bà già chê chán một cổ. Nà mùn, chứ không chi mùn chim, sàn mà à bà phê lo ăn một cất sớm. Ý có chán một cổ. Thôi đó. Nướng cá.옛날에는 나물 종류, 시금치 나물 종류 거의 안 먹었어. 거의 안 먹었어. 그 야채 뭐 나마만 먹고 그 야채 사라다만 먹고. 그것도 안 먹고. 고기만 먹고. 엄마가 먹어. 어디 아빠? Ngày trước ấy, ông đã không bao giờ ăn rau, ít thì ăn rau nhá. Kim chi. Kim chi tô dài chê. Người Hàn Quốc cho rằng cái kim chi ấy chính là rau đấy, nên là những loại đồng xanh thành rất là ít. Kim chi ăn quanh năm ngày tháng. Như ở Việt Nam cũng bảo là ăn dưa muối, ăn kim chi là dễ bị ung thư, nhưng mà người Hàn ăn từ nhỏ rồi. Hiểu không, người cái dạ dày họ thích ứng vậy ạ, nên là nó không bị sao cả. Đến cả bệnh viện nó họ cũng không kiêng. Đúng không? Chị để cái lúc tôi sẽ làm một cái. Papa xem cho mà thích đi. Bà thích không? 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 Bà thích. Tóc ạp sơ. Ừ. Ừ. 일본에서는 술 먹을 때 술안주로 해 먹으면서 생선 먹었지. 술안주. 일본 사람 생선 많이 먹어. 일본 사람 많이 먹어. 일본 마와리 뭐 주변 바다에 요래 해 먹으면 많아. 맛있어. 정말 nước dùng vừa phải. Ông xã em bảo rằng người Nhật Bản ấy ăn hải sản nhiều. Hay nên mà nên một cơn sợ. Em bột xà lan, ổ lên xà lan. Hàn Quốc cô. Hàn Quốc cô xà lan, ổ lên xà lan. Ổ lên xà lan. Ổ lên xà lan. 이런 사람들 생선을 많이 생선이 그렇게 섹시해, 좋아. 날 생선이. 그러니까 일본 사람들이 그렇게 밝혀. vừa nói cái vấn đề này hơi tế nhị một chút, nhưng mà nó là thật đấy. Thì em cũng phiên dịch lại cho cả nhà nghe là ông xã bảo rằng người Nhật Bản ấy
ăn hải sản nhiều, nhất là người ta hay ăn đồ sống ấy, sushi, sashimi, đồ cá sống, hải sản sống ấy, hàu sò, mực, người ta thường là ăn sống. Mà ông xã em bảo là vì là người ta ăn nhiều đấy nên là cái sinh lý của người ta mạnh đấy, nên là rất là ham muốn quan hệ. Ông xã bảo là buổi tối mà ăn cái sushi ấy, cái sashimi đấy thì buổi sáng là nó khác liền hả? Nói hơi tế nhị một tí nhưng cả nhà đừng có cười nhá. Đây là em, đó cũng là một cái bí quyết, một cái kinh nghiệm chia sẻ cho những ai mà sinh lý yếu ấy mọi người, kể cả nam hay nữ cũng vậy thôi. Cái đấy là bình thường của con người mà, đúng không ạ? Tốt. Ăn rất là chậm, vừa ăn lại còn vừa nói chuyện, mà ăn rất chậm, ông xã em ăn nhanh. Trong rau này thì có giá đỗ, có nấm, rau cần, rau cải cúc, lá hành, có măng tây nữa nhé. Em không, lần này em không bỏ cái cải ngọt nữa, bỏ cải ngọt vô nó nhũn rồi nó chua lắm. Bí quyết để nồi lẩu ngon chính là cái này, sa tế. Buổi trưa thế này em bé đi học ạ, hai vợ chồng ăn lẩu kể cả được lâu, chứ không em bé nó quấy lắm, em không ngồi được ăn thoải mái như thế này đâu. Ăn lẩu rồi mà vẫn phải cái mắt kim chi này không thể thiếu được. Bang o huê mực khô mà tơ mà xúc sớ không có bột tăng. Bang o huê u lô mực khô miên huê u lô mực khô miên huê tơ mà xúc sớ không có bột tăng tơ mà xúc sớ huê nền huê mà xúc sớ hoa khả kì mà xúc sớ huê hàng ngày hên là kí linh kí gà má này ăn chứ có má này bốn mốc à má này mình không bằng chín liệu ăn ít tu ít này hàng ngày kí tin mà sẽ ăn nát gì chả cũng được rồi à cái này á thế sao Pangono, sabaka juga. Cakap ni sesuatu kira. Kira. Kira juga. Batang ni oh. Batang sesuatu kira. Batang sesuatu kira tu katanya sama bagi Joseph Miguel. Ông xã em bảo cái con cá này nó to nhất là tầm 20kg đổ lại, nhưng mà từ 8-9 cân trở lên ấy thì nó ngon, còn nhỏ thì ăn cái vị nó không được chuẩn của cái con cá ấy. Còn em thì thấy cá nào thì cũng giống nhau được ăn thịt con cá này.
thế lại thịt phá hồi ăn à, hay giống nhau đấy. Hôm nay ông xã ăn nhiều rau thật, cứ bảo bỏ hết rau vào đi. Ô giỏi thế. Ô chín gà bảy ok. Giá xe trái một cô. Đúng là rau nhúng xong ăn luôn ấy, giòn sần sật. Nó ngọt nữa, cái nước nó ngọt. Trộm biết ở này ông xã ăn được cơm. Đấy, thế mọi người thấy không? Ông xã khỏe lên ăn ngon thì em không bị mang cái tiếng xấu là vợ không biết nấu ăn, để chồng ăn cứ phải chê. Có phải không biết nấu đâu. Chẳng qua là ăn uống ốm không ngon miệng nên là ăn cái gì cũng chê. Chứ đây cả kể cả đi nhà hàng cũng vậy đó, cũng chê á. Ăn cũng đâu có hết suất hết phần. Bây giờ khỏe rồi thì cả ăn ở nhà liên tục không cần đi nhà hàng vẫn thấy ngon. Ôi tròn luôn, mán là chín. Chín chậm mang rồi nhé. Ít hơn. Mọi người ơi, cái con này là cái con gì em không biết tên này. Em cứ gọi là con đốm đốt, cắn vào nó đốt cay, nhặt đốt cay xong là nó bắn cái nước ra ấy. Mình mà không khép cái miệng lại giống như mình ăn quả cà muối ấy, không khép miệng lại là nó phụt nước cho người khác ấy. Ông xã dạo này ăn ngon miệng á. Em nói với ông xã là thôi từ nay để ở nhà em nấu ăn đi, tại vì em nấu cũng ngon. Nên là đừng có đi ăn ngoài quán nữa. Ăn ngoài quán tốn tiền. Mỗi lần hai người ăn cứ phải 50.000 tiền Hàn trở lên á, là tương đương với gần 1 triệu tiền Việt Nam đấy. Hót của. Mà ăn xong rồi cũng thế, cũng có một bữa ăn cả đi cả về cả ngồi ăn nữa cũng mất 2-3 tiếng đồng hồ. Em thích ăn ở nhà thế này hơn.
Thôi ông bà cô chú anh chị và các bạn ạ, video hôm nay của nhà em đến đây cũng dài rồi, thì em xin được kết thúc ở đây. Về nhìn thế này không chứ cũng ăn gần xong rồi á. Em thì ăn cũng ít lắm. Ông xã thì từ bữa giờ ăn nhiều hơn cả em ấy đấy, trộm vía được này, dạo này ăn được. Nên mình cũng có ta có thịt. Bây giờ em xin kết thúc video ở đây nha. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Bye bye. Xin chào. Bye bye. Hẹn gặp lại mọi người vào những video tiếp theo. Chúng ta xin bố. Ô, in niêm bố bố. À, chị về cái chà. Ê. Đi về nhá. Đi về, à, ba cho kẹo. Hôm nay là có khách ở nhà ấy. Hôm nay khách đến mang quà nhiều cho em. Hả? À, bác xin được không? Mọi người cô cho em nhiều kẹo lắm. Con xem niêm chip về ít sơ. Ôi mẹ xem là hôm nay cô giáo làm cái tóc, bệ tóc cho Huân xinh gái nè. Huân à, bỏ tay vào túi như bà cụ non ấy. Con chào đi. Con chào ông bà cô chú anh chị đi. À micro đông. Con nói đi, con nói xin chào đi con. Con nói xin chào. Ồ tròn tròn ấy. Là ơ rùm micro đông. Micro đông chí. Hình chân á. Hình chân á. Nớm, nớm ơi trời ồ. Micro đông. Đúng rồi, đi, về nè. Con nói xin chào đi con. Úi dồi, thỏ tay vào túi ấm nhỉ. Có lạnh không? Chua á hả? À chua. Không lạnh hả? Thế con nói tiếng Việt cho mẹ nghe nào. Có lạnh không? Không lạnh. Cháu không chịu nói tiếng Việt ông bà cô chú ạ. Hả? Micro đông. Trơn á, trơn á. Ui ui trơn nhỉ. Ngã một cái này. Ui. Ui trơn trơn trơn. Ngã này. Ừ, ngã đấy. Chị biết cái chưa? Mà xít sơ. Ngon không con? Mà. Ừ, ngon không? Ngon không? Mà ăn chá. Cho mẹ quả. Ôi dồi ôi, cho mẹ quả nguyên chứ sao lại cho mẹ cái này. Ngon không? Ngon không em? Bà thì ăn khoai. Cả ngày chỉ phục vụ cho hai ông lão, ông cháu này thì là cũng hết ngày của mẹ rồi. Mẹ có làm được việc gì khác đâu. Tối tranh thủ học được tí tiếng Hàn để mà thi quốc tịch à.